Khi nhà trường có liên kết với ngân hàng Vietinbank thì phụ huynh có thể nhanh chóng thanh toán tiền học cho con trên ứng dụng SiSap. Anh chị thực hiện qua các bước như sau: tải và cài đặt ứng dụng SiSap, đăng ký tài khoản SiSap, thanh toán tiền học bằng cách quét mã QR code, thanh toán tiền học bằng ứng dụng mobile banking của ngân hàng Vietinbank. Đầu tiên, em sẽ hướng dẫn anh chị tải và cài đặt ứng dụng SiSap. Anh chị có thể tải ứng dụng đối với điện thoại chạy hệ điều hành iOS như iPhone hay hệ điều hành Android như Samsung, LG, Xiaomi, Realme. Thực hiện tải ứng dụng tương tự như khi anh chị tải các ứng dụng khác. Với hệ điều hành iOS, anh chị mở App Store lên, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, nhập SiSap, nhấn tìm, nhấn nhận, nhập mật khẩu iCloud của máy hoặc sử dụng dấu vân tay Face ID nếu anh chị thiết lập mở khóa bằng dấu vân tay hoặc Face ID. Sau khi tải xong ứng dụng, chạm vào mở. Với hệ điều hành Android, anh chị mở cho ứng dụng CH Play, nhấn biểu tượng tìm kiếm, nhập SiSap, nhấn cài đặt, nhấn mở. Như vậy là mình đã tải và cài đặt xong ứng dụng SiSap. Tiếp theo, sau khi tải ứng dụng thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện đăng ký tài khoản. Có hai cách để thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh. Cách thứ nhất là nhà trường thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh. Và cách thứ hai là phụ huynh tự thực hiện đăng ký tài khoản của mình. Nếu phụ huynh tự thực hiện đăng ký tài khoản của mình thì có thể đăng ký tài khoản bằng cách nhấn đăng ký, nhập thông tin số điện thoại và mật khẩu, nhấn đăng ký, nhập mã xác thực vừa được gửi về điện thoại của anh chị. Nếu nhà trường tự thực hiện đăng ký tài khoản cho phụ huynh thì phụ huynh chỉ cần đăng nhập và sử dụng. Tuy nhiên, sau khi đăng nhập, anh chị nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật an toàn thông tin. Nhập mã học sinh, nhấn kích hoạt. Hoặc nếu không nhớ mã học sinh của con thì anh chị có thể nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để tìm kiếm nhanh thông tin của con. Chọn thông tin như thành phố, quận huyện, nhập tên trường, tên con và nhấn tìm kiếm. Chọn con theo danh sách kết quả gợi ý. Sau khi nhà trường lập đợt thu và gửi thông báo cho phụ huynh thì phụ huynh sẽ nhận được thông báo đóng tiền học của con trên ứng dụng SiSap. Chạm vào thông báo để xem khoản tiền cần đóng của con trong tháng hoặc chạm vào menu tiền học để theo dõi các khoản thu của con. Nhấn nộp, chọn phương thức thanh toán là QR code, ứng dụng quét mã QR ngân hàng Vietinbank, chạm vào lưu vào thư viện ảnh để lưu mã QR về máy của mình. Sau đó anh chị mở ứng dụng Vietinbank iPay hoặc bất cứ ngân hàng nào có sử dụng hình thức quét mã QR để thực hiện thanh toán tiền học cho con. Chạm vào QR Pay, chọn ảnh đã lưu ở bước trước. Anh chị kiểm tra lại các thông tin trên màn hình thanh toán. Chạm vào thanh toán, nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại của anh chị để thực hiện thanh toán tiền học cho con. Sau khi anh chị thực hiện thanh toán thành công, trên ứng dụng SiSap sẽ hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con. Đăng nhập vào ứng dụng Vietinbank iPay, nhấn thanh toán hóa đơn, chọn khoản thanh toán là học phí, chọn cấp đào tạo của con, tỉnh, thành phố, quận huyện, cơ sở đào tạo, chính là tên trường con đang học. Nhập mã học sinh, sinh viên, chính là mã SiSap của con. Ứng dụng sẽ tự động lấy lên thông tin của con và số tiền học của con cần đóng, tích chọn các khoản cần thanh toán. Nhấn tiếp tục. Nhập mã OTP vừa được gửi về số điện thoại của anh chị. Nhấn tiếp tục để thanh toán tiền học cho con. Sau khi anh chị thực hiện thanh toán thành công, trên ứng dụng SiSap sẽ hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con. Trên đây, em vừa hướng dẫn anh chị các bước thanh toán tiền học cho con qua ngân hàng Vietinbank ngay trên ứng dụng SiSap. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!